Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Anh em sẽ quay giới thiệu cho anh mình xem một con động cơ hai máy ha, Kubota ZB400. Con này nó có cả cái lồng và cách nước luôn nha nè. Máy phải nói là xuất sắc luôn ha. Nắp chụp cò nè, sơn còn rất là đẹp luôn ha, không có bị nổ chốc ha. Đó, mấy cái chi tiết là từ cái co dầu rồi, đó, ốc mấy con ốc heo đây nè, chưa có dấu chìa khóa mà đút vô dặn luôn. Đó, con này còn rất là đẹp luôn. Đây. Kubota ZB400 thì công suất của nó là 9,5 HP nha anh em. Đó. ZB400 9,5 HP. Này là cái để mình nào vệ sinh nó nào quạt nó nè ha. Đó rồi. Đó. Cách nước trong đây nè, rất là mới luôn, cái lồng nó bảo vệ á. Mấy cái động cơ mà nó có cái lồng kia này nó hay xài cho mấy cái chiếc cái mà máy gặt lúa liên hợp mini anh em. Đó, nó nằm trên mấy cái xe đó, có cái bơm nè, bơm ben, ống hơi, máy mê tinh nè. Thì nó đẹp, con máy mà nó đẹp cỡ này thì bên em bán với giá là 7,5 triệu nha anh em. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ việc alo ha, số điện thoại 0373 453 633 hoặc là 0972 54 72 72 72 nha anh em. Đây. Dạ. Dạ. Cái này giờ thì máy nó không có cái bô lửa ha, nó chỉ có cổ đưa ra thôi. Rồi em sẽ để máy nổ ha. Rồi.
rất là mới luôn. Đó thì anh em nào mà có nhu cầu mua thì cái việc alo số điện thoại để trên màn hình ha. 0373 453 633 và 0972547272 nha anh em. Đây địa chỉ cửa hàng là nông ngư cơ Nguyễn Châu ha. Cơ sở 2 Bào Trinh, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi em kết thúc video tại đây ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.